Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ cuốn sách đã làm thay đổi về nhận thức và cuộc sống của tôi. Tôi đã từng nghe ở đâu đó nói rằng sách là thế giới. Quả đúng như vậy. Sách là thế giới thu nhỏ, cho ta phép trải nghiệm rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua những câu chuyện đầy xúc động, mỗi người lại tự rút ra cho mình được những bài học riêng. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp. Nhưng trong những năm tháng đầy sức sống ấy, bạn băn khoăn về điều gì nhất? Là ước mơ, tuổi trẻ, tương lai hay một tình yêu ngọt ngào? Nếu bạn vẫn đang loay hoay với những điều đó, bạn sẽ tìm được chính mình trong cuốn sách Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ của nhà văn trẻ Lưu Tư Hào. Cuốn sách đã truyền cảm hứng sống cho hơn 1 triệu thanh niên Trung Quốc. Lần đầu khi nhìn vào tựa đề Sáng mơ lớn, chắc hẳn các bạn đều cảm thấy có chút e ngại. Bởi đó không phải là những lý lẽ, những đạo lý khuyên bạn phải làm như thế này hay bạn phải làm như thế kia, mà tác giả chỉ đơn giản là viết lại những gì anh ấy đã trải qua, đã đối diện và vượt qua nó như thế nào. Nhưng điều đó lại mang đến một xúc cảm rất khác biệt. Đó chính là khi chúng ta rơi vào bế tắc, điều chúng ta cần nhất chính là sự đồng cảm, chứ không phải là những lời khuyên sáo rỗng. Nhưng cũng đừng lầm tưởng đây là cuốn sách kể khổ bằng việc ghi lại những gì anh ấy đã trải qua, đã đối diện và vượt qua nó như thế nào. Lưu Tư Hạo đã giúp chúng ta tự chiêm nghiệm rất nhiều thứ, vì đến cuối cùng, chính chúng ta mới là người biết bản thân mình cần những gì. Cuốn sách xoay quanh nhiều khía cạnh khác nhau, từ cuộc sống, ước mơ, tình bạn cho đến tình yêu. Chúng ta có thể nhìn thấy bản thân mình qua từng trang giấy, chân thật, gần gũi đến mức gợi lên một thắc mắc liệu rằng có sợi dây liên kết giữa chính mình với tác giả hay không. Bản thân tôi cũng tìm ra cho mình rất nhiều những giá trị. Cuộc sống của người khác tuy không phải là tiêu chuẩn, nhưng nó lại là nguồn động lực tuyệt vời đối với tôi. Đoạn đường đầy gian truân này, ai rồi cũng phải đi qua. Dù thế nào đi nữa, vẫn phải tiếp tục bước đi. Vì tôi không một mình cố gắng, cũng có rất nhiều người đang cố gắng như tôi. Tôi không cô độc như mình từng nghĩ, tôi chỉ đang tự chịu trách nhiệm với bản thân mà thôi. Tại khoảnh khắc chững lại của cuộc sống, chúng ta thường do dự để bước tiếp. Vì thế, hãy để cuốn sách này cho bạn thêm can đảm. Sẽ không thể đỡ hết bão giông, nhưng sẽ là chiếc ô cho ngày mưa bất chợt. Sẽ không là ngôi nhà kiên cố với bếp lửa than hồng, nhưng sẽ là chiếc áo đủ ấm khi trời vào đông. Đừng để thanh xuân này ngủ quá lâu nữa bạn à. Hãy thức tỉnh nó đi. Đừng hờ hững chấp nhận số phận, để rồi lại sống chậm hơn một nhịp. Hãy làm việc mà bạn muốn làm. Ngông cuồng một chút thì đã làm sao? Bồng bột cũng chỉ có một lần trong đời. Thứ bây giờ mà chúng ta có chính là sự nhiệt huyết và thời gian cơ mà. Vì đó chính là tuổi trẻ, chính là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Tương lai của bạn chỉ có bạn mới biết. Thứ bạn muốn chỉ có thể tự bạn giành lấy được. Việc phá bỏ lồng giam cũng chỉ mình bạn mới có thể làm được nó. Nếu bạn đang loay hoay trong vòng luẩn quẩn hoài phí tuổi trẻ của chính mình, thì cuốn sách này dành cho bạn. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã từng nói, việc đọc sách rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Thật vậy, sách không chỉ là một khối hình, bên trong đó có những tờ giấy và chữ, mà mỗi cuốn sách như một đại dương vậy. Khi chúng ta đam mê, khám phá, thì sẽ phát hiện ra rất nhiều điều thú vị, mới mẻ bên trong đó. Một cuốn sách có ích sẽ trở thành hành trang đối với bạn. Đối với riêng tôi, mỗi cuốn sách mà tôi đang có giống như một người bạn
một người thầy vậy. Đọc sách giúp tôi có một không gian riêng sau những bộn bề của cuộc sống. Sách giúp tôi cảm nhận được sự quan tâm, thấu hiểu cho khoảng trống của tâm hồn mình, dù nó chỉ là thứ vô tri, vô giác. Chính vì vậy, nếu được chọn làm đại sứ văn hóa đọc, tôi sẽ lan tỏa sự nhiệt huyết, yêu thương sách của mình đến với những bạn đọc. Trước tiên, tôi xin chia sẻ với mọi người rằng, trước đây, tôi là một người không thích đọc sách. Cứ hễ cầm quyển sách là tôi lại chỉ lướt qua loa và bỏ cuộc không đọc nữa. Đó thật sự là lỗi của tôi. Tôi đã không kiên trì, không biết cách quý trọng những điều có trong sách. Đọc sách cũng có những sai lầm riêng mà đòi hỏi chúng ta phải sửa. Khi ấy, tôi có đọc và ngẫm nghĩ lời nói của Obama trong chính những trang sách đầu tiên mà tôi từng bỏ dở. Đó là: Nếu biết đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Thế giới trong sách thật thú vị. Nó rộng lớn nhưng đôi khi bé lại bằng ta. Đọc sách cũng giống như đang tưới nước cho tâm hồn thêm phát triển. Mỗi cuốn sách giống như một đại dương. Mỗi cuốn sách mà tôi đọc, nó đều gắn liền với một sự kiện ấn tượng cho cuộc đời của mình. Để khi đọc, tôi đều có thể hình dung lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nếu được chọn làm đại sứ văn hóa đọc, tôi sẽ lập một kế hoạch nho nhỏ tuyên truyền lợi ích đọc sách, quyên góp sách để tạo ra một dự án đưa người đọc đến gần với sách hơn. Dự án đọc sách, sách và bạn sẽ rất giúp ích cho các bạn trẻ, giúp cho các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách, biết trân trọng sách như những người bạn của mình, sẽ tạo động lực đọc sách, quảng bá sách tới các em nhỏ để tạo một thói quen đọc sách ngay từ khi còn nhỏ. Không chỉ vậy, khi tham gia vào dự án sách và bạn, các bạn nhỏ có thể làm quen, kết bạn với nhau, chia sẻ cho nhau cách đọc sách vừa thú vị vừa hiệu quả. Qua đó, những người yêu sách hoặc những người muốn làm quen với việc đọc sách sẽ tìm thấy được tiếng nói chung, sự đồng cảm, sẻ chia và những giúp ích với bạn đọc sách. Thật thú vị đúng không nào? Sau khi xây dựng dự án đó, tôi sẽ kêu gọi mọi người quyên góp thật nhiều sách để ủng hộ cho những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, không có tiền mua sách mà lại có đam mê đọc sách như chúng tôi. Qua đây, ta thấy được sự gắn kết yêu thương không chỉ có trong những bạn đọc, trong sách và bạn, mà có cho cả cộng đồng yêu sách. Với tôi, được chọn làm đại sứ hay không, không còn quan trọng. Bởi lẽ, có vinh dự được danh hiệu đó hay không, tôi cũng mong mình có thể tự xây dựng một dự án, một thư viện sách nho nhỏ để khuyến khích mọi người cùng đọc sách, để lan tỏa được sự yêu thương sách của mình đến với những bạn đọc, đến với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực như quyên góp sách cho thư viện trường, ủng hộ sách cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, giúp các em có thêm được những cuốn sách mới, những ước mơ mới. Tri thức sẽ chắp cánh cho ước mơ, khát vọng để sau này các em có nhiều kiến thức hơn, thành công hơn. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy cùng nhau chung tay tạo ra khởi nguồn tri thức, kiến tạo nên một tương lai mới. Và tôi rất mong không chỉ tôi mà còn nhiều những bạn trẻ khác có thể trở thành đại sứ văn hóa đọc của chính mình, bản thân mình và cả xã hội. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.